tiếp tục hành trình khám phá sự kỳ thú của xứ sở hoa anh đào. Hai MC đã di chuyển đến khu vực phía đông Hokkaido, nơi có thiên nhiên tráng lệ với các công viên quốc gia Shiretoku, Akanmasu, đầm lầy Kushiro với hệ sinh thái quý giá và rừng nguyên sinh còn tồn tại cho đến ngày nay. Hãy cùng hai MC lên chuyến tàu tham quan nổi tiếng Kushiro Shichugen Noroku của khu vực đông Hokkaido để đi đến những điểm đến thú vị. Đặc biệt, khám phá Hokkaido, du khách sẽ có thể trải nghiệm rất nhiều phương tiện độc đáo, chèo thuyền cano xuôi theo dòng sông Kushiro, đạp xe và cả cưỡi ngựa nữa. Sự đa dạng của các phương tiện trải nghiệm giúp hai MC có cơ hội được ngắm nhìn thiên nhiên kỳ thú với những động vật quý hiếm và hệ sinh thái đa dạng của đông Hokkaido. Nào, hãy cùng khám phá sự kỳ thú của Hokkaido cùng Changmyu và Akari. Nơi đầu tiên hai MC tới là con đường đi bộ dẫn lên đỉnh núi. Phía trước là đài quan sát, nơi có thể thấy toàn cảnh rộng lớn của đầm lầy Kushiro. Chị à, đẹp quá. Mọi người, mọi người nhìn thấy gì chưa? Đẹp quá. Bọn mình đã đến Hokkaido rồi. Yeah. Đây là đài quan sát đầm lầy thành phố Kushiro. Từ đây có thể thấy toàn cảnh rộng lớn của đầm lầy. Có thể nói Kushiro là đầm lầy rộng lớn nhất Nhật Bản với diện tích lên đến 220,7 km². Nơi đây có hệ sinh thái đặc trưng tương tự như các thảo nguyên của châu Phi. Đặc biệt tại đây có nhiều loại động vật hoang dã như hươu sao, cáo đỏ và không thể không nhắc tới sếu đầu đỏ Nhật Bản, vốn được coi là biểu tượng của văn hóa nước mặt trời mọc. Lần này tụi mình đã đến phía đông của Hokkaido. Và đặc biệt là lần này Akari muốn giới thiệu cho các bạn rằng là nhiều địa điểm đặc biệt của Hokkaido đi bằng nhiều phương tiện khác nhau. Đó. Mình đang ở Kushiro Shichugen đây. À, vườn quốc gia ngập nước Kushiro. Đúng rồi. Đi bằng phương tiện gì thì bí mật nha. Chưa kể đâu. Trước tiên, hãy cùng hai MC dạo quanh thành phố Kushiro đã nào. Nằm trên bờ biển Thái Bình Dương, Kushiro được thiên nhiên ưu ái ban cho một cảnh đẹp ấn tượng mà mỗi du khách khi nhắc đến Hokkaido không thể không một lần thử đặt chân đến với mảnh đất thiên phú này. Akari hát hay quá nha. Chị biết bài này không? Có đó, chị có nghe rồi. Nơi hai MC đang đứng chính là cây cầu Nusamai, biểu tượng của thành phố Kushiro, là cây cầu theo phong cách châu Âu bắc qua hạ lưu sông Kushiro. Không chỉ là một trong ba cây cầu nổi tiếng ở Hokkaido, cầu Nusamai còn được xem là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Khi hoàng hôn buông, cả thành phố sẽ nhuốm một màu đỏ cam rực rỡ. Và nếu nhìn xuống dòng sông, sẽ thấy mặt nước ánh lên màu vàng tuyệt đẹp. Sự rực rỡ của cảnh quan quanh cây cầu không chỉ dừng lại ở đó, mà khi đêm về, những ngọn đèn dọc các con đường còn làm tăng thêm sự lung linh của cảnh sắc nơi đây. Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh đẹp mang đậm nét hoang sơ, Kushiro còn được biết đến nhiều vì sự phong phú và tươi ngon của hải sản nơi đây. Mỗi ngày, cảng cá Kushiro đều có những chuyến tàu chở hải sản tươi cập bến. Sẽ thật đáng tiếc nếu không tranh thủ tìm hiểu và thưởng thức hương vị của các loại hải sản tươi ngon này. Họ cùng đến chợ Kwaso với khoảng 50 cửa hàng bán hải sản tươi sống. Đây được coi là nhà bếp của Kushiro. Nơi đây không chỉ bán mà còn chế biến hải sản ngay tại chỗ để du khách có thể thưởng thức. Những món ăn được chế biến ở đây không chỉ mang đến hương vị tuyệt hảo mà còn vô cùng bắt mắt nữa. Wow. Em nhìn thấy chưa? Đặc sản của Hokkaido đây. Cua to khổng lồ đặc sản của Hokkaido. Dạo một vòng quanh chợ, hai MC vô cùng phấn khích
khi đến cửa hàng bán cua vì có rất nhiều loại cua được bày bán ở đây. Đặc biệt hơn, ở cửa hàng này còn có cua Hanasaki, loại cua chỉ có thể được đánh bắt ở vùng Kushiro, và hình như còn có cua hoàng đế nữa nè. Nếu mà đến đây với gia đình nhỏ thì có thể mua cua này được ấy. Bọn mình sẽ gặp một chú cua và hấp nha mọi người. Với sự đề xuất nhiệt tình của nhân viên, hai MC đã chọn ăn cua hoàng đế luộc với giá là 14.500 yên cho 1,3 kg cua. Đây cho mình cả. Cô đang ăn gì? Đây mình sẽ được cầm như thế này nha mọi người. Má là gôi tê điểu. Ôi nó vẫn còn động đậy này. Không biết vị của cua hoàng đế này sẽ thế nào nhỉ? Hai MC cũng đang rất háo hức để thưởng thức đi. Mời cả nhà nha. Quá ngon mọi người ơi. Này mọi người ơi, một chiếc đùi rất là ngon. Itadakimasu. Ngọt tuyệt vời. Bây giờ anh đi ăn thịt này, chấm cặp ăn luôn đấy. Đúng rồi, cũng đó là một cách ăn đấy, rất là ngon đấy. Đây là cách ăn của người Nhật, là ăn thịt cua và chấm với gạch cua nha mọi người ơi. Chấm nhiều. Đây. Itadakimasu. Nó ra một vị khác nha. Nó ngọt và nó ngậy. Chỉ cách chợ Washo chừng 5 phút đi bộ, cả hai sẽ tới ga để lên chuyến tàu Kushiro Shichugen Noroku. Chuyến tàu này sẽ chậm chậm chạy qua vùng đầm lầy Kushiro, nơi được mệnh danh là một trong những điểm du lịch tuyệt vời nhất ở phía đông Hokkaido. Đóng dấu kỷ niệm và lên tàu đi thôi. Hai MC có vẻ không được may mắn cho lắm khi hôm nay thời tiết đột ngột chuyển mưa lớn. Thật may cơn mưa không kéo dài quá lâu. Và chuyến tàu cả hai đang mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Đây là chuyến tàu Kushiro Shichugen Noroku đi qua đầm lầy Kushiro. Tàu chỉ hoạt động từ mùa xuân tới mùa thu và kết nối hai ga Kushiro và Toro với khoảng cách là 27,2 km. Nếu mà các bạn muốn mua vé thì ở đây có hai loại vé. Một là người tự do và một loại nữa là... Có view đẹp hơn thì mình sẽ mất tiền mua thêm một chiếc vé này nha mọi người. Các bạn có thể mua tại quầy vé, tại tất cả các JR nhé. Hoặc là còn mình cũng có thể mua online ở trên trang web Ekineto. Và bây giờ đi thôi. Bây giờ đi thôi. Hai MC đã lên tàu rồi. Hành trình của họ sẽ thú vị thế nào nhỉ? Cùng theo chân họ nhé. Lên đến tàu Noroku mà không thưởng thức những món ăn chỉ có thể được bán trên đây thì có vẻ là bị uổng quá. Vì vậy, với sự giới thiệu của nhân viên, hai MC đã lựa chọn món bánh flan được làm từ sữa bò Kushiro, một món bánh vốn được yêu thích nhất trên tàu. Và hãy cùng tận hưởng chuyến đi và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đầm lầy Kushiro thôi nào. Trang và Akari được nhân viên phát cho chứng nhận đi tàu Noroku
như một dấu ấn kỷ niệm cho mùa thu tuyệt vời của năm nay. Nó rất là ngậy và nó ngọt ngọt, nó ngậy ngậy, nó không ngọt quá, nó hơi ngọt ngọt, rất là ngậy thơm nha. Có con hươu kìa mọi người ơi, một đàn hươu luôn. To. Chuyến tàu đã tiến vào địa phận đầm lầy Kushiro. Từ trên cao nhìn xuống, chúng ta sẽ thấy những khúc quanh co của dòng sông, cũng là một trong những đặc trưng của đầm lầy Kushiro. Lúc này, chúng ta có thể thấy đoàn tàu đang chạy ngay bên cạnh dòng sông Kushiro. Khúc cua này là điểm tiệm cận gần nhất của đoàn tàu và dòng sông. Đây cũng chính là điểm độc đáo mà du khách chỉ có thể trải nghiệm khi khám phá đầm lầy Kushiro bằng chuyến tàu này. Từ trên tàu Morocco, chúng ta có thể ngắm nhìn rất nhiều loài động vật hoang dã đang sinh sống ở đầm lầy. Để giúp du khách có thể quan sát phong cảnh kỳ thú bên ngoài, thì tàu Morocco được thiết kế với khung cửa sổ lớn và có tốc độ chạy khá chậm. Hai MC đã có một khởi đầu tốt đẹp cho chuyến du lịch, khám phá vẻ đẹp phía đông Hokkaido trên chuyến tàu Morocco, chuyến tàu đại diện cho phía đông Hokkaido. Cung đường này đưa hai MC đến với một ngôi làng nhỏ có tên Chūrui. Nơi đây có những ngọn đồi rất đẹp, trải dài bên cạnh đầm lầy lớn nhất Nhật Bản. Đây cũng là nơi sinh sống và lưu trú của một loài động vật quý hiếm, biểu tượng kỷ niệm thiên nhiên đặc biệt của Nhật Bản, xéo đỉnh đầu đỏ, loài vật được cho là từng bị tuyệt chủng ở Hokkaido. Ở Nhật Bản á, thì Hokkaido là con xéo đao đỏ rất là nổi tiếng luôn á. Nó là biểu tượng của Hokkaido. Dạ đúng rồi. Chị xem cái này thử nhỉ. Trong đây quyển sách hướng dẫn các địa điểm tham quan hả? Con xéo đao đỏ đẹp thế nhở? Yeah. Chị cũng chưa được nhìn thấy xéo đao đỏ ở ngoài bao giờ luôn ý. Em cũng vậy đúng không? Lông trắng toát. Đúng rồi. Mong chờ quá à. Họ đã đến làng Chūrui để tìm hiểu nhiều hơn về loài xéo này. Hai MC đã tìm đến phòng trưng bày, cũng là một quán cà phê của ông Masahiro Wada, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, vốn được sinh ra ở chính ngôi làng này. Konnichiwa. 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 Hajimemashite. Hai, hajimemashite. Nakatani to moushimasu. Chan desu. Wada to iimasu. Năm nay ông đã 67 tuổi nhưng vẫn đam mê cầm máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống và rất nhiều hình chụp loài động vật quý hiếm, xéo đầu đỏ Nhật Bản. Qua góc máy của ông, từng hình ảnh sống động của chúng như được tái hiện một cách chân thực nhất, khiến du khách đều háo hức được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thoát tục của loài chim được chọn là biểu tượng cho sự chung thủy, trường thọ và may mắn. なぜその湿原にいる鶴が冬になるとこの鶴居村にやってくるんですか?冬になるとこの辺はマイナス20度にぐんと下がります。で、雪と氷で餌が食べれなくなります。で、湿原からこの人里に来て餌を食べに行くのと、それとこの辺は 凍らない川があるので安全で夜を過ごせる。そうなんですね。
bởi vì ở đây khí hậu là rất là lạnh, âm 20 độ thì tất cả những khu rừng ngập nước đấy nó sẽ bị đóng băng và cỏ nó cũng không có. Thành ra là đàn sếu bắt buộc là phải di cư vào trong làng này. Trong làng thì thứ nhất là vừa có cỏ ăn, thứ hai là buổi tối nó cũng không đóng băng, nó rất là an toàn để cho sếu có thể sinh sống và phát triển. どうしてこの村で単調の保護活動だったり自然保護活動だったりをするようになったんですか。単調がですね数が減ってしまってもう絶滅に瀕した時があって始まったんです。はい、どれくらいいなくなっちゃったんですか。今は 1800 羽いてるんですけども十数羽まで減ってしまった。それはいつ頃ですか。昭和の初期。1920数年ですね。そうだったんですね。 具体的にこの村ではその保護活動するのにどんなに活動をされてるんですか。そうですね、まず単調が安心して餌を食べれるっていうね、単調のためにトウモロコシを作ってあげたり、それから単調が安全にこう夜を過ごせる、そういう環境を整備したみたいな、そういうことをやってます。ありがとうございました。ありがとうございました。 Thật bất ngờ là cuộc trò chuyện của Trang Miu và Akari với ông Kwada về loài sếu đầu đỏ Nhật Bản tại làng Chiuri đã được văn phòng du lịch của làng đưa tin cho tờ báo Chiuri và đã được đăng lên báo ngay cùng ngày hôm đó. Không chỉ là nhiếp ảnh gia, ông Kwada còn là hướng dẫn viên về thiên nhiên ở khu đầm lầy Kushiro này đó. Hôm nay, Trang và Akari cũng được ông Kwada mời đi xem sếu đầu đỏ ngoài thiên nhiên để được thấy tận mắt sự sinh động của loài vật này. Lại một đôi nữa nha mọi người. Nhìn về rất là nhẹ nhàng, tại vì đến gần quá là nó kiểu như nó sợ nó sẽ chạy mất ấy. Đang ăn gì đây? Kiếm bữa tối. ちょっとしたら飛ぶかもしれないです。餌食べるのをやめて 一方方向ばかり向いてたら飛ぶ準備です。あれ、今飛ぶ準備。左のやつが飛びたい。今飛びたい。あ、飛びますよ。飛びますよ。飛びますよ。おお、すごい。よくわかってるんですね。すごい。何でわかってるんですか、そろそろ飛んでるって。単調の気持ちわかります。 Có lẽ do đã tiếp xúc nhiều năm và ghi lại những khoảnh khắc thường ngày của chúng nên ông Kwada khá hiểu và có cảm xúc với loài động vật đặc biệt này. Sếu đầu đỏ Nhật Bản từng sinh sống ở nhiều vùng khác nhau của Hokkaido nhưng được cho là đã tuyệt chủng trong thời Minh trị do cải cách Hokkaido và nạn săn bắn quá mức. Nhưng vào năm 1924, khoảng vài chục con sếu đỉnh đầu đỏ đã được phát hiện tại vùng đầm lầy Kushiro. Do đó, để bảo tồn thiên nhiên tại đây thì năm 1935, sếu đỉnh đầu đỏ được chỉ định là biểu tượng kỷ niệm thiên nhiên đặc biệt và đầm lầy Kushiro hiện đã được cả nước biết đến như một môi trường sống và nơi sinh sản của sếu đầu đỏ. Con trai này có còn con mái sẽ kêu là ca ca ca. Hai lần thôi. Hai ngà ca. Hai lần. Đâu được sao? 単調のウォッチングは。ああ、すごい素晴らしかった。めちゃくちゃ良かったです。ええ、綺麗でしたでしょ。うん。いろいろ勉強しました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。じゃあぜひ単調見に皆さんいらしてください。お待ちしてます。 Nắng chiều đã ngả trên ngôi làng trú ngụ của sếu đầu đỏ cũng là khoảng thời gian từng đàn sếu bay đi tìm mồi và chỗ ngủ ban đêm. Chia tay ngôi làng của sếu đầu đỏ, sáng sớm hôm sau, hai MC lại tiếp tục hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của phía đông Hokkaido. Nơi họ đến lần này sẽ là hồ Kisaro ở phía bắc đầm lầy Kushiro. Và phương tiện có thể giúp họ khám phá toàn cảnh hồ Kisaro chính là đi bằng cano. おはようございます。今日ご案内するガイドの森田と言います。どうぞよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。で、今日はね、このカヌーに乗ってもらって、この湖に出ていくわけなんですけども、はい。で、まず、このカヌーに乗ってもらった後ですね、この湖に出て、周囲のね、景色をちょっと楽しんでいただきます。はい、これクッシャロレイクです。はい、そんな感じになりますね。
はい。はい。あの、パドルを手に持ってもらって。はい。これ。はい。で、ここのね、はい。そう、進んでますね。はい。はい、OK。 Hai người trải nghiệm cano trên sông Kịch Saru. Đây là hai chiếc cano được ghép lại với nhau trên một chiếc thuyền, tạo cảm giác vững chắc và an toàn cho gia đình có trẻ em và người già, có thể chở tới 5 người. Chúng ta sẽ trải nghiệm đi cano, bắt đầu từ hồ Kịch Saru, sau đó xuôi theo dòng sông Kushiro đến đầm lầy Kushiro. Nếu đi cano vào buổi sáng sớm thì xác suất gặp những loài chim, cá sẽ cao hơn. Cá, ồ, nhiều cá. Đi qua cầu Choku là thượng lưu sông Kịch Saru. Do sự chênh lệch nhiệt độ giữa không khí và nước vào sáng sớm nên đã xuất hiện một loại sương mù gọi là Kearashi. Chuyến trải nghiệm lần này dành cho hai MC là chuyến đi cano 7 km trong khoảng 2 tiếng từ đầu hồ Kịch Saru đến đầm lầy Kushiro. Trong chuyến đi này, Trang và Akari đã được thưởng thức sự trong lành của thiên nhiên hùng vĩ với cây cối xanh tươi bao quanh và nước sông trong vắt. Đây 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 mọi người, nước nó bắt đầu chảy xiết, chảy vòng qua và thuyền mình cứ đi theo cái dòng nước xuôi theo, nó không cần phải làm gì hết. Nước đây là rất là trong, trong vắt luôn ấy. Mình ngồi như này kể cả sâu như nào nhưng mình vẫn nhìn thấy đáy luôn. Phải cẩn thận nhá. Cẩn thận. Giữ cái đầu, Mọi người này ơi. Nghe cái tiếng của con người. Đấy, có tiếng chim. Chim. Có tiếng chim. Đang cắn nhau gì đó. Để xem một cái tôi mới không, bây giờ mình sẽ nhìn lên hai bờ nhá. Đấy. はい、その正面見てください。ちょうど今真正面あたり岩のちょっと隙間からちょろちょろちょろっと湧いてきてるところが見えますか？あ、はいはいはい。あの、ぬくまきぬがみ。ちょっと狭いとこ入っていきますからね。水上と海も。Nơi đây có nước suối trong vắt chảy ra đúng như tên gọi của nó. Nhiệt độ của nước suối quanh năm là dưới 10 độ, khá là lạnh khi chạm vào. Thật là may mắn và bất ngờ khi có thể nhìn thấy được cáo đỏ xuất hiện ở đây. Có lẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị của Trang và Akari. Cáo đỏ là loài phân bố rộng rãi ở Hokkaido, kể cả từ đồng bằng đến vùng núi cao, cũng được biết đến như linh vật của Hokkaido. Thức ăn chủ yếu của cáo đỏ là côn trùng, trái cây và động vật. Đôi khi chúng cũng ăn cá nữa đó. Chuyến tham quan trải nghiệm bằng cano kết thúc bằng điểm dừng chân tại nơi có dòng chảy trong vắt của thượng nguồn sông Kushiro. Ngắm nhìn lá phong chuyển màu báo hiệu sự giao mùa mới. Đến đây, du khách hoàn toàn sẽ có khoảng thời gian thư giãn lý tưởng và vô cùng tuyệt vời. Nước rất là ấm nha. Leo nhá, thử nhá. Thử nhá. Không sao đâu. Ôi, bà chụp cho chị. Sao đây một cô chị thế? Cô dễ thương. Dễ thương, cô tê, cô tê. Chụp hình lưu niệm xong rồi. Và giờ thì cùng thưởng thức cà phê được pha bằng mạch nước ngầm lấy từ Kagami no Ma lúc nãy thôi nào. Anh hướng dẫn viên cũng thật là chu đáo khi chuẩn bị quá đầy đủ các món đồ để thưởng thức cà phê. すごい. Mùi cà phê rất là thơm. Cà phê này anh ấy vừa mới xay xong. Còn nước sôi này thì là nước mình vừa mới múc ở cái mạch nước ngầm ở phía trên kia.
quá Hàn Quốc rồi. Vừa thơm vừa đẹp vừa Hàn Quốc. Quá tuyệt vời luôn. Vừa thưởng thức cà phê được rang xay trực tiếp, vừa được thưởng thức bánh quy với mứt nho rừng trên dòng sông tươi mát thì quả là một trải nghiệm vô cùng thú vị mà không phải ai cũng có dịp được trải qua. Tiếp theo đây, họ sẽ đi đến nơi nào nhỉ? Chuyện ánh xa khơi, chân máy ương hồng. Chuyện ánh giá khơi, có ngại chi mưa nắng ở hò. Em hỏi vì sao anh ra khơi. Hay quá, hay quá. Đến rồi, đến rồi, đến rồi, đến rồi. Nào, 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 nào. Chút có sợi mà sợi. Xuống cẩn thận nha. Đến nơi rồi. Đến nơi rồi. Chị cảm thấy như thế nào chị? Chị thấy rất là tuyệt vời. Mặc dù buổi sáng mình dậy rất là sớm nhưng mà bù lại mình sẽ được ngắm một cái khung cảnh rất là nên thơ. Sau đó thì mình được xem con... Kitsune. Kitsune. Con cáo. Con cáo. Con cáo. Ăn cá. Đúng không? Đúng rồi. Rồi là mình được thưởng thức cà phê nóng hổi ngay tại bờ sông. Rất là tuyệt vời, một trải nghiệm rất là tuyệt vời, rất là lạ. Và Akai thấy là trong xanh. Trong xanh. Nó rất là đẹp. Và không khí trong thiên nhiên cũng rất là tuyệt vời nữa. Vừa uống cà phê vừa ngắm cây thiên nhiên. Cảnh. Quá là tuyệt vời, không muốn về nữa. どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったです。はい。はい。はい。はい。動物も見えたし、よかったですね。よかったです。はい。マイタさん、ぜひ PR をお願いします。はい。ここ、釧路川の源流、冬もカヌーやってます。はい。冬はね、ドライスーツっていうゴム製の分厚いスーツ着てもらってるので安全に川下りができるので、はい、ぜひぜひもしよかったら、来てください。はい、はい、予約受付ホームで受付してます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。Hokkaido, nơi mà phong cảnh thay đổi theo mùa. Ngoài việc trải nghiệm không khí trong lành trên dòng sông Kushiro bằng cano, thì việc đạp xe cũng là một trải nghiệm không gian ngoài trời tuyệt vời. Thị trấn Hamanaka là một thị trấn ở phía đông Hokkaido, trải dài đối diện với Thái Bình Dương, được bao bọc bởi rừng và biển do có đầm lầy Kiritapu. Nơi đây nổi tiếng về hàng trăm loại hoa đẹp. Và mới gần đây còn thu hút đông đảo du khách bởi sự xuất hiện của những con rái cá tự nhiên. Ngại cá một nhìn chấm đen thôi, đang bơi 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 rất là gần bờ thôi kìa. Wow. Bọn ngại cá này thì chúng bắt giờ nói chung là bắt các loài động vật biển, bắt cả cua nữa. Sau khi bắt xong thì nó sẽ nằm ngửa lên đấy mọi người, rồi nó cho lên bụng. Kêu ơi, cảm ơn. 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 キリタップはですね、海も湿原も森もあって、いろんな、生き物が見られたり、美味しいものも食べれますので、ぜひ遊びに来てください。シャオロンモイングイ。シャオロンモイングイ。Tại Hamanaka, du khách cũng có thể được thưởng thức món cơm hải sản nức tiếng cả vùng, vì đây cũng chính là một thị trấn cảng có ngành đánh cá phát triển mạnh. Hai MC tìm đến quán sushi Hirano ở bán đảo Kiritapu, có rất nhiều loại hải sản phong phú như là nhum, sò hoki, nghêu và tiêu biểu là tảo bẹ được bán ở đây. Thị trấn Hamanaka là nơi vô cùng phù hợp để tảo bẹ thiên nhiên sinh sôi phát triển. Tảo bẹ phát triển dọc theo bờ biển Thái Bình Dương và được tự hào là một trong những sản phẩm đánh bắt lớn nhất ở Nhật Bản. そうですね。この昆布は
肉厚で柔らかいってお客さんにも言われるので、割と他の昆布よりは美味しいのかなと思います。昆布をそもそも、はい、そのまま食べることが少なくて、ああはい、お客さんも昆布をこのまま召し上がるっていうのはなかなかないので。Có lẽ điều làm nên sự khác biệt của món sushi này chính là việc thay vì dùng tô thì anh chủ quán đã dùng tảo bẹ để gói cơm trộn giấm rồi đặt lên đế gỗ, sau đó bỏ thật nhiều hải sản theo mùa vào. Đây cũng là món ăn đang được ưa chuộng hiện nay tại Kiritapu ở Hamanaka. Tươi, chứ không phải là như loại bình thường là nó là cái tảo rong biển khô ấy mọi người. Còn đây nó là làm bằng cái lá tảo tươi, mọi người thấy không, vòng quanh đây nào. Và thứ hai nữa là nó là một cái cục cơm rất là to. Chứ bình thường là nó sẽ gấp rất là nhỏ như kiểu bằng ngón tay thôi, nhưng đây nó phải bằng một nắm tay luôn ấy. Đúng rồi, cái này ăn một miếng là không được đâu. Ăn nhiều miếng mới ăn được. Rồi mình ăn, bây giờ mình sẽ ăn thử nhá. Ăn thử. Lần đầu tiên được thấy cái sushi như thế này luôn à. こちらの取り皿に移して昆布を剥がして召し上がってください。Tại vì cái này là rất lớn, rất là không ăn một miếng được, cho nên là mình bỏ ở đây và sử dụng cái đũa ăn. Ok, mình sẽ thử nha. Khá là lớn. Cá hồi béo ngậy luôn. Ngon xì. Hồ thật thế. Ăn thử cái rong biển nha. Lần đầu tiên ăn rong biển kiểu vậy. Đâu ra coi. Mềm. Mềm. Rất mềm mà lại ngọt. Vị nó ngọt ngọt. Rất là dễ ăn. Rất là ngọt. Do cái này là sushi siêu to khổng lồ nên là lúc mà ăn thì phải hơi cố gắng xíu, nhưng mà ăn thì rất là ngon, cực kỳ ngon luôn. Quá tuyệt vời. Đây là bờ biển trải dài ra hướng Thái Bình Dương, cũng là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình khám phá Hokkaido kỳ này. Hai MC muốn trải nghiệm hoạt động cưỡi ngựa trên bờ biển để ngắm cảnh nên họ đã tới đây. Chắc là đây rồi ha. Chắc chạy ngựa. Nhiều quá, ngựa này. Ôi, ngựa đẹp luôn. Konnichiwa. Yoroshiku onegaishimasu. O hitari wa jouba no taiken shita koto arimasu ka? Watashi mukashi wa ikkai notta koto aru. Hai. Watashi mo chotto arimasu. Dewa, kono naka de shoshinsha kousu o ukete moratte, noreru you ni nattara beach kousu no hou ni ikitai to omoimasu. Ganbatte renshu shimashou. Câu lạc bộ cưỡi ngựa này do gia đình Anbo kinh doanh đã 4 đời, gọi là trang trại Anbo, được hình thành để giúp những người muốn cưỡi ngựa có một nơi để học và trải nghiệm các hoạt động về cưỡi ngựa. Trang và Akari được hướng dẫn chi tiết và tỉ mỉ cho mỗi bước để cưỡi được ngựa. Có vẻ hơi có chút khó khăn, nhưng không sao, hình như Trang cũng đã quen rồi. Sau khi học các bước cơ bản, họ đã có thể cưỡi ngựa đi dọc bờ biển dài 1,5 km rồi. Bay biển. Quá. Tăng giỏi. Nghe đi bên trái nè. Đi bên trái. Kyou wa arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Tanoshikatta desu. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về cưỡi ngựa tại Hokkaido thì các bạn hãy xem thử trên Google. Và đặc biệt là nếu các bạn muốn đặt đúng là chỗ này. Quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Hoạt động trải nghiệm check-in thiên nhiên chỉ có tại Hokkaido này sẽ là lựa chọn thú vị cho các bạn đó. Hãy cùng đến và cảm nhận nhé. Chuyến du lịch khám phá vẻ đẹp của Hokkaido bằng các phương tiện giao thông cũng đang dần khép lại rồi. Họ được ngắm toàn cảnh đầm lầy Kushiro với nhiều loài động vật hoang dã, từ tàu hơi nước Norocco,
ngắm mạch nước ngầm trên những chiếc cano hay đi dạo bằng xe đạp và cưỡi ngựa dọc bờ biển. Không biết họ đang có cảm nghĩ như thế nào sau một hành trình dài nhỉ? Trong chuyến đi du lịch lần này, đến Hokkaido, ấn tượng nhất với chị là cái gì? Tất tần tật các địa điểm chị đều rất là thích. Thế nhưng mà để chọn ra một địa điểm ấn tượng nhất thì có lẽ là đi cano trên sông Kushiro. Và mình đã gặp một chú cáo rất là đáng yêu. Đúng không? Em cũng thấy ngoài luôn ấy. Và ngoài cano ra thì cũng đi cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa cũng rất là thích luôn nha. Ở bãi biển rất là thoải mái và con ngựa cũng rất là hiền. Và bây giờ chúng ta có mini game cho khán giả để tặng những cái món quà cho mọi người nha. Và câu hỏi dành cho khán giả kỳ này như sau: trong chuyến trải nghiệm cano trên dòng sông Kushiro, Trang và Akari đã gặp con vật nào? A. Con xéo đầu đỏ. B. Con hươu sao. C. Con cáo đỏ. Tập tiếp theo sẽ là hành trình khám phá Nhật Bản tại Okinawa. Và phương tiện họ sẽ được trải nghiệm là gì đấy? Hãy cùng theo dõi chương trình vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 nhé!